Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Thì ở đây chúng ta lấy được các thông tin rồi này, bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ lấy được các cái thông tin rồi. Đấy, chẳng qua là chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ thiếu có hai cái thôi. À, nó là cái status. Status thì như mình có nói là chúng ta nó là cái trường, nó là cái nó chỉ có là cái integer data là 0 với 1 thôi. Nó không phải lấy từ form nhé. Cái thứ hai là cái token. Đấy, đúng không? Cái token là chúng ta sẽ không tạo ở đây cũng được. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta cũng không cần phải tạo ở đây, bởi vì chúng ta sẽ qua chỗ cái controller chúng ta tạo cũng được, ok chưa? Thế thì cơ bản là đây là chúng ta đã router thành công và chúng ta đã qua được cái controller thành công rồi. Ở đây mình sẽ không cần DD nữa đúng không, mà ở đây chúng ta sẽ thêm data thôi. Chúng ta đã có table rồi đấy đúng không, có table rồi. Bây giờ chúng ta có các data rồi thì việc của chúng ta trong controller này là nó gọi cái model ra để nó thêm, nó sử dụng cái model để nó thực hiện cái việc là thêm cái data của chúng ta vào table, không hình dung chưa? Rồi, ok. Thế thì ở đây nhá, mình sẽ bắt đầu chúng ta, thế là nói tóm lại là chúng ta sẽ có bên này là chúng ta đã thống nhất là chúng ta ngoài hai cái trường kia đúng không? Ngoài hai cái trường 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 mặc định là ID và token kia là chúng ta sẽ có là 11 trường. Đúng không? 11 trường này. Rồi. Thế thì ở đây chúng ta cứ làm sao chúng ta đảm bảo chúng ta có 11 trường nhá. Ở đây là các bạn, cái câu lệnh các bạn quen rồi đúng không? Ở đây các bạn sẽ là order này sẽ bằng new new gì nhỉ, order, bạn thấy đây nó cái model order đấy các bạn thấy chưa? Rồi. Bạn không cần phải có dấu này đâu, không cần phải có dấu ấy đâu, chúng ta như thế là nó đã gọi rồi đấy. Nó có trên này, nó có cái nào không nhỉ? Rồi new order nhé. Rồi các bạn quay lại đi vào này, order đúng không, từ order, từ order đi vào cái cột gì đầu tiên. Đấy, các bạn sẽ bật lên, một là các bạn coi đây, hai các bạn sẽ coi ở bên bên migration đi nhá cho nó chắc. Migration đây đúng không? Đấy, mình sẽ bật không sai này. Đi vào cái name đầu tiên đúng không? Order sẽ đi vào cái name. Và nó sẽ bằng với cái gì? Cái request này. Nó bằng với cái request này. Nó đi vào cái cùng cái name luôn đúng không? Nó sẽ đi vào cái name luôn. Đi vào cái input nhé, đi vào input mà có cái name là name đúng chưa? Đấy, các bạn có thể coi lại đây này, name này này, những cái từ này nó phải khớp nhau nhé. Cái name ở trên này này nó là phải khớp với cái name đây nhé. Rồi các bạn sẽ copy xuống cho mình, rồi mình thay cho nó nhanh. Rồi trước mắt thế đi, name này phone đúng chưa, phone. Rồi mail, email đấy. Rồi city, district, what, address, node, order detail. Rồi order detail này nó để cứ tạm thời để ấy đi nhá, order detail này thì nó không phải được như vậy đâu nhá. Rồi status thì nó mặc định rồi các bạn không cần nhá. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm này, ở đây nó sẽ có hai, nó sẽ vướng hai, có hai cái khúc này. Tham xem thì nó không cần rồi đúng không? Đấy, chúng ta để ở đây này. Cái thứ nhất này, đầu tiên các bạn sẽ phải tạo cái token để chúng ta thêm một cái token đúng không? Đó, thế thì token các bạn sẽ dùng cái thằng hàm string random ấy. Ở đây này các bạn sẽ tạo ra đây token đây, token đúng chưa? Nó sẽ bằng với cái gì? Nó bằng với là string, nó có một cái hàm của thằng Laravel string, string này đúng nhỉ? Random đây này. Đấy, đây là random thì các bạn tạo cho nó một cái len nhá. Len vì đây tặng bậc 2 này. Ở đây các bạn muốn xem nó như thế nào thì các bạn có thể ngay DD ngay ở phía dưới này luôn. Đây string này nó đang chưa 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 link vào đây này. String này các bạn phải link nó vào. Nó phải các bạn phải link nó vào trên này thì nó mới được nhá. Đấy, string nó là hình như mình nhớ nó là
5K hay gì đấy, hay là support gì đấy, đây nó không hiện string stream, nó phải có link ở trên này này. Đâu này nhỉ? Support ấy. Đây mình nhớ là nó kiểu như thế này này, các bạn copy cái này đi. Ở đây nó đang báo lỗi đúng không? Ở đây nó đang báo lỗi này. Nó báo lỗi bởi vì chúng ta chưa view nó vào. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Các bạn thấy là giống như ở đây chúng ta dùng product này. Đó, là nó từ đâu ra, bởi vì này các bạn để ý nhá, nó view cái model product vào thì các bạn mới dùng được product này này. Đó. Thế thì khi các bạn code ấy mà các bạn thấy nó báo đỏ là các bạn như trường hợp cái thằng này là bởi vì chúng ta chưa view. Đấy, các bạn phải phải nghĩ lên đến liền cái việc đó nhá. Đấy thì như mình nhớ là nó thằng string này nó cũng giống thằng array này này. Nó cũng đường dẫn này thôi. Còn hình dung chưa? Nhưng nó ở đây nó là string. Đấy thì các bạn thấy nó khi mình view nó đâu không không còn báo lỗi nữa nhá. Đấy. Thế thì ở đây mình đã dùng một cái hàm built-in của nó, một cái string của nó trong thằng Laravel. Mình đã tạo ra một cái random. Random này có rất nhiều cách tạo nhá. Các bạn lên mạng các bạn có thể search các cái cách tạo random bằng PHP đó. À, thì các bạn tạo nhiều cách lắm, thì ở đây là cách nhanh nhất là chúng ta tạo như thế này. Đấy, còn bạn các bạn muốn biết nó random thì nó như thế nào thì các bạn ngay cái khúc này các bạn thể DD ra luôn. Mình không làm vì nó mất thời gian nhá. DD thằng token này các bạn sẽ thấy nó một cái chuỗi ký tự có 12 ký tự, được chưa? Đấy, sau khi các bạn có cái biến token này rồi thì các bạn sẽ lồng nó vào thôi. Đấy, các bạn lồng nó vào đây. Ở đây cái bên cái table này mình đang đặt nó là token đây đúng không? Cái này token này các bạn copy, các bạn cho nó vào đây, được chưa? Và token này nó chính là cái biến này. Cái token này chúng ta tạo trong controller, chúng ta không phải là lấy từ thằng form nên là nó không nằm trong input, các bạn hình dung chưa? Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là các bạn có nhớ không, là ở cái product này này mình đang là dạng array. Thế thì các bạn mà coi những video trước mà khi chúng ta thêm cái ảnh vào ấy, cái ảnh sản phẩm vào trong data đó, là array thì chúng ta không thêm được vào trong database đúng không? Bắt buộc chúng ta phải đến đâu để nhập bắt buộc cái chỗ mà array này này, chúng ta một là chúng ta phải JSON encode nó, hoặc là chúng ta phải là implode nó đi đúng không, chúng phải implode nó đi sang sang string. Đấy, thế thì ở phương án ở đây chúng ta cũng phải implode thôi, các bạn hình dung chưa? À, thế thì ở đoạn này này order detail đây đúng không, cái thằng ấy là nó nằm ở chỗ thằng input, chúng ta chưa có này address node, chúng ta chưa có cái chi tiết mà đúng không, cái này chúng ta đang bỏ sót cái thằng này này. À, thế thì ở đây nhé, mình sẽ đặt cho nó một cái biến, ok chưa? Nó ở trên thằng order detail này, thằng order detail đây rồi chứ đúng không, order detail đây, nhưng mà input của nó không phải order detail. Cái chỗ này nó hơi khác một chút nhé. Order detail là mình đang đặt cho nó là cái tên trong table thôi, nhưng còn cái input của nó cái product ID này này đúng không, nó chính là cái name của cái chỗ mà tăng giảm khối lượng, các bạn nhớ không, mà khi chúng ta làm update đó, đây nó chính là cái này đây, các bạn hình dung chưa? Đó. Thế thì ở đây nhá, mình sẽ ở đây là input này, mình sẽ copy cái này qua, được chưa? Đấy, nếu bạn nào mà đã coi những video trước của chúng ta thì chỗ này các bạn đã hình dung cách làm rồi, mình sẽ không nói lại và các bạn sẽ coi lại những cái video mà liên quan đến việc mà chúng ta thêm cái ảnh sản phẩm đó, nhiều ảnh vào database là các bạn sẽ biết hình dung chỗ này nhá, mình sẽ không giải thích lại chỗ này nữa. Đấy, thì nó ở đây nó sẽ là order detail bằng ở đây mình sẽ chưa thực thi cái này liền, order detail mình sẽ để ở dưới này nhá, mình chưa thực thi con lệnh này đâu, mình để ở dưới này bởi vì nó chưa nó gọi là nó đang là ở array mà nó đâu vào được đâu. Đó, thế thì ở đây này mình sẽ tạo một cái là đây mới là order detail này, order nhá detail đấy, nó sẽ bằng với là cái gì, implode đúng không, implode đúng không, implode đây chưa, implode này nó có hai cái tham số đúng không các bạn, đấy mình sẽ dùng dấu sao để mình ngăn cách nó đúng chưa, và cái tham số thứ hai là các bạn bê nguyên cái này là cái mà đúng không, các bạn sẽ cho nó vào đây nhé, các bạn sẽ cho nó vào đây rồi. Thế thì khi các bạn đã biến cái mảng này thành một cái string và được ngăn cách bằng dấu sao ấy, thì các bạn copy cái thằng này xuống đây,
Đấy, nó sẽ bằng thằng này luôn đúng không các bạn? Nó bằng thằng này luôn. Đúng chưa? Rồi các bạn có cái dấu này cho mình. Dấu chấm phẩy nhá, nó hết lỗi này. Và các bạn đến đây là hết chưa nhỉ? Nó còn chưa đúng không? Các bạn sẽ phải là có cái hàm xét nữa đúng không? Hàm xét nữa, ok chưa? Rồi hàm xét chấm hỏi cho chấm phẩy được chưa, rồi sang đây. Đấy, các bạn hình dung chưa? Rồi chúng ta coi qua này, nó đủ trường chưa nhé? Chúng ta rồi chúng ta sẽ coi qua xem nó đủ trường chưa nhé. Ở đây này, một là nếu mà trừ cái ID nhá, các bạn trừ cái bật lại cái này lên xem nhá. Tổng là 13 trường tất cả đúng không? Chúng ta trừ cái ID, trừ cái tham tam là chúng ta trừ 2 đi, còn 11 này. Chúng ta trừ cái token à, trừ cái status. Đúng không? Là nó còn 10. Đấy, thì ở trên này nó phải hiện 10 trường là được cho chúng ta nhá. Đến này. 1 2 này, name này, 1 phone 2 email 3 city 4 district 5 watt 6 address 7. Cái nốt là 8, cái detail là 9. Đúng không? Và cái token là 10. Vậy là chúng ta đủ đúng không? Ở trong này nó chỉ có 3 cái trường mà nó không có thôi, đó là status, ID và time. Đúng chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ thực thi cái việc thêm xem nó đã thêm chưa nhá. Đấy, ở đây các bạn có thể nếu các bạn load đây lại này, cái data nó vẫn còn lưu đây, nó sẽ nếu như cái này nó lưu vào khi mình ấn cái load cái này lại này là nó sẽ không DD nữa nhá. Nó không DD mà nó đưa các cái data này vào trong cái này của chúng ta là chúng ta đã thành công này. Rồi chúng ta sẽ thử này. Nha, chúng ta thử này. Có lại. Rồi ok, nó báo lỗi này, các bạn thấy nó báo lỗi chưa? Rồi. Đấy, nó bảo là read property 423 on null. Là nó đang lỗi ở chỗ cái order detail này đúng không? À, nó ít mặc dù nó đã import rồi nhưng mà xảy ra nó vẫn vẫn null nhỉ. Đấy, mình sẽ kiểm tra lại. Mình sẽ kiểm tra lại cái chỗ này nè, xem cái hàm này chúng ta đã đúng chưa nhé. Request product input ID. Đúng không? Input product ID nó bảo cái gì đấy? Attempt to read property on null. Tức là cái product ID này nó đang null à. Mình sẽ xem lại cái table nào. Cái detail này mình có thể để nó là null mà đúng không? Đấy, hoặc là ở cái chỗ này thì push order detail này bằng implode đúng chưa nhỉ? Sao request order bằng đến order detail, order đến order detail cái tên này đúng chưa? Copy đây cho chắc là order đến order detail. Trỏ đến cái order detail này. Đúng không? Thế thì ở đây này, mình sẽ DD nó ra để mình xem nó là cái gì nhá. Còn lại cho mình sẽ bỏ nó đi, mình không cần nữa, đúng không? Đó, mình thử DD order detail này nó đã thấy cái gì chưa này? Chưa cần thêm vào data đâu. Đó, mình sẽ thấy DD cái thằng order detail này nó xem nó là cái gì. Nhá. Rồi mình qua đây này. Sẽ bắt lại. À, order detail đây là nó là 423. 423 request input product ID. Không, cái này là cái này 423 này nó là cái quantity đúng không? Array input. Chờ một chút. Đây tại sao mình nói lại chỗ này này. Mình thử DD lại cái thằng nào nhỉ? Mình thử để không, bây giờ mình sẽ DD thằng này đi. Mình sẽ thử lên lên này. Xem nó là cái gì nhá. Mình thử DD lại cái thằng request chấm input này trước nhá để xem nó là cái gì trong này. Nó là cái gì trong này.
Đây nó là một cái mảng đúng không? Thế thì mình nghĩ là khả năng ở cái chỗ này mình đang thực thi cái này nó sai này. Đúng không? Không, mình đang thực thi cái này nó sai. Chúng ta sẽ coi lại cái thằng controller bên này xem cái lúc đấy mình làm cái gì này, product. Nó đang nằm thằng controller kia là product đúng không? Import sao request input. Nó giống mà nhờ, đúng không? Nó cũng là một cái mảng request input email. Flow mình sẽ copy cái này qua mình thay em đó xem nhá. Xem nó có phải do mình đánh cái hàm nó sai không thôi. Mình sẽ cho nó xuống đây đúng không? Đâu rồi? Đây có controller này. Mình sẽ cho nó xuống đây, mình thay thằng này đây đi. Hay là nó bắt mình phải dấu dấu ngoặc này nhỉ, dấu ngoặc đơn, nó khác nhau có dấu ngoặc đơn thôi, nó có khác gì đâu đúng không? Cũng implode này. Đấy, request input. Mình thay thằng này đi, product ID này đi. Được chưa? Rồi mình thử comment thằng này lại. Đấy, mình sẽ DD nó ở dưới này. Đúng không? Nhưng mình sẽ DD là DD thằng order detail này này. Nó phải ra cho mình một cái string thì mình mới lưu được các bạn ạ. Mình phải lưu được. Mình thử loát lại nhá. À nó vẫn ra cái này. À nó vẫn ra cái này là vì sao nhỉ? Vì nó là một array. Nó là một array mà sao nó ở đây nó chỉ lưu ở đây là nó đã à, nó đã 4 2 3 đúng không? À đúng rồi. Nếu mà chúng ta chuyển sang string thì hình như nó đang 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 sai bởi vì là nó đang chỉ lưu cái value thôi. Đấy nó chỉ lưu cái value còn cái key ấy thì nó không lưu. Nhưng mà nếu như ở đây nó đang làm một cái string thì nó vẫn cứ chèn vào bình thường ấy nhỉ. DD order detail. DD order detail push array 423. Ở đây mình thử dùng cái JSON thôi nhé. À, mình sẽ dùng không dùng import nữa. Mà mình sẽ dùng cái là cái JSON đi. Thử cái này cho nó lạ nhá. Có thể ở đây mình dùng thằng import nó mất thằng cái key rồi. Cái kia thì mình thằng import, ở đây mình dùng thằng JSON đi nhá. Ở đây các bạn sẽ bỏ này cho mình này. À, không không bỏ nó bỏ cái này thôi. Ở đây chúng ta sẽ dùng không import. Chúng ta sẽ dùng JSON, nó là có một cái hàm là hàm JSON. JSON gì là JSON encode. Encode đây này. Được chưa? Rồi các bạn bê cái thằng 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 request này qua. Cho nó vào đây. Đây các bạn đã biết thêm một cái khái niệm mới đúng không? Đó cũng như mình có nói là các bạn có thể JSON encode hoặc decode nhưng mà quan trọng nó có được hay không thì đã đúng không? Thì chúng ta mới nói tiếp được. Chúng ta sẽ encode là nó sẽ hiện cái gì? Thì nó cũng vậy thôi, nó không về mặt đấy thì nó không khác gì. À, 4 4 2 3 đúng không? Bởi vì ở đây mình đang muốn nó lưu nó phải lưu một cái mảng cho chúng ta chứ nó không phải là nếu mà nó lưu nếu mà nó chỉ lưu cái value thì chúng ta đâu có thể mà biết được cái key ở đâu đâu mà chúng ta sâu chi tiết. Đấy, cái ý mình là nói là như vậy. Ok cái này mình để mình sẽ xem lại xem nào. Mình sẽ tạm dừng một chút nhé. Mình sẽ phải xem tài liệu đấy. Chỗ này mình phải xem tài liệu. Ok à, cái chỗ này này à, đúng là chúng ta mình sẽ dùng encode là được các bạn nhé. Nó đúng rồi đấy nhưng mà hồi nãy mình không hiểu tại sao là à, có thể là nó đang đang mình không refresh lại cái trang ấy thì nó vẫn đang hiện ở đây. Tức là ở đây nó đang mảng. Nếu mà mình dùng JSON encode là nó hiện thế này là đúng ý của mình rồi này. Đấy đúng không? Bởi vì là các bạn biết sao? Bởi vì là mình muốn truyền nó là một cái mảng để chúng ta còn lấy được là thứ nhất là cái ID mà đúng không? Mình ví dụ lại chỗ này nhé. Mình sẽ ví dụ lại chỗ này này. Và chúng ta sẽ thử xóa một cái đi đúng không? Ở đây là chúng ta có hai cái sản phẩm đúng không? Đấy, một thằng này là ID là số 6, thằng này là ID số 15 đúng không? Đấy, 6 và 15, 6 là 2, 15 là 3 nhé. Bây giờ mình ấn điền các cái thông tin này vào đây.
mình sẽ lên bừa một cái nhá. Rồi mình sẽ ấn gửi đơn hàng này. Đấy thì mình muốn là nó có cái key là 6. Đấy, và cái key là ID 6 và 15 là 6 là 2 và 15 là 3. Mình phải lưu cái này đấy thì đến khi chúng ta đổ ra chúng ta mới show được cái chi tiết đơn hàng. Đó. Thế thì mình cũng đang chưa hình dung được là vì sao ở bên cái ảnh ấy. À đúng là cái ảnh nó khác với cái bên này. À, cái ảnh thì chúng ta chỉ cần cái value thôi. Chúng ta không cần cái key, đúng không? Chúng ta không cần cái key. Nhưng mà ở value mà chúng ta chỉ vòng lặp ra cái value của nó thôi. Đấy, cái key nó auto là 0 1 2 3 đúng không? Đấy. Nhưng mà cái việc ở đây chúng ta đang đang là cái mảng của chúng ta là cái product ID. Đấy, mà nếu như mình import lại lại này. Cái order detail này này mà mình import nó, mình dùng cái implode như thằng ảnh ấy, là nó chỉ implode, nó sẽ chỉ implode cái value chứ nó không implode cái key của cho chúng ta. Dẫn đến là khi mà chúng ta mà sâu chi tiết ra chúng ta sẽ không có cơ sở để chúng ta tìm ra cái table đó, cái sản phẩm nào. Chúng ta chỉ nắm được cái số lượng nhưng chúng ta không biết số lượng đấy là của sản phẩm nào. Đấy, thế thì cho đến cái khúc này là chúng ta vẫn giữ nguyên, không có gì sai hết nhé, nó đúng rồi. Chỉ có là chúng ta đang gặp một vấn đề ở chỗ là khi chúng ta bỏ này đi, khi chúng ta thêm nó vào trong cái data thôi thì nó mình đã làm import nhưng mà sau chúng ta thấy là import nó không không đạt theo cái ý của chúng ta, đúng không? À, nó không đạt theo ý của chúng ta thì dẫn đến là cái việc chúng ta lưu nó không đúng ý. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn là thằng JSON encode này. JSON encode thì nó cũng là như mình có nói là array nó không lưu được vào trong database, nhưng mà khi chúng ta JSON nó, chúng ta chuyển nó sang JSON và chúng ta chuyển nó sang string thì chúng ta sẽ lưu được. Đấy, nhưng mà đối với cái trước chúng ta làm lưu cái ảnh đó là chúng ta không cần cái key, cái array là chúng ta chỉ cần lưu cái value thôi thì chúng ta dùng implode này là ok và chúng ta explode là ok, đúng không? Để chúng ta đổ ảnh ra. Nhưng vì ở đây chúng ta đang lưu cái order detail này này, nó không phải là cái, nó là một cái mảng mà lại cái key này nó lại đóng vai trò quan trọng, bởi vì là cái key của nó trong cái mảng này nó chính là cái ID của sản phẩm. Các bạn hình dung chưa? Cho nên là khi khách hàng ấn vào, khi chúng ta sâu vào chi tiết để chúng ta biết sản phẩm nào, chúng ta phải cần cái cặp key và value. Đó, mà dẫn đến key và value thì chúng ta phải dùng cái JSON để chúng ta encode nó đi. Và sau khi chúng ta mà vô chi tiết chúng ta đổ ra thì chúng ta lại decode nó. Các bạn hình dung chưa? Đấy, thế thì coi như là các bạn cũng đã biết thêm được một khái niệm mới. Thì mình nghĩ là mình cũng đoán gợi ý cho các bạn là dùng encode JSON, nhưng mà mình không nghĩ là trường hợp này lại phải dùng JSON. À, thế thì chúng ta xem lại là chúng ta phải dùng JSON đúng không? Rồi sau khi mà chúng ta thay thằng import bằng JSON là thì chúng ta vẫn có được cái biến order detail này. Thế thằng này tạm thời mình sẽ xóa đi. Đấy, được chưa? Đó. Thế thì khi nó JSON hóa rồi, nó lại JSON cái thằng này rồi thì chúng ta lại thử thêm lại nhé. Chúng ta sẽ thử thêm lại xem nó có gặp lỗi như hồi nãy nữa không. Mình sẽ load lại này. Đây mình sẽ load lại, đúng chưa? Mình sẽ điền tên này. Đấy. Sửa lại một chút đi. Đấy, tại sao mà mình để cho các cái trường này đều có thể null là bởi vì khi chúng ta test đi test lại mà. Đấy, nếu như không null nó lại báo lỗi nữa đúng không? Thì ở đây mình thêm vào thay cho mình để các bạn để null vẫn được nhé, nhanh. Đây các bạn chọn bừa đi nhá. Rồi các bạn đã gửi đơn hàng giúp mình này. À nó vẫn báo lỗi là attempt report on null. On null đúng không? Order detail on null. Để mình xem lại này. 6, 2, 15, 3 on null này. Order detail đây rồi đúng không? Order đi vào order detail. Rồi. Đây này, lỗi đây các bạn này. Nhưng cái lỗi này nó đâm lại hay đúng không? Tức là hồi nãy chúng ta cũng gặp cái lỗi null này. Đó, đúng là cũng gặp cái lỗi null này. Nhưng mà về bản chất là chúng ta xử lý ở đây không phải xử lý cái lỗi này, mà cái lỗi này nó nằm ở đây này. Ở đây mình đây là đang là phải là bằng mà đúng không? Nó phải bằng chứ. Chứ không phải là nó đi vào. Nó đi vào thì nó không tìm được cái này là đúng rồi, mà nó null là đúng rồi đúng không? Thế thì nó phải bằng là nó xử lý cái lỗi này này. À, nhưng mà vô tình là cái lỗi nó xuất hiện ấy, làm chúng ta lại đặt cái dấu hỏi là cái biến mà chúng ta lưu vào nó đang không đúng ý của chúng ta. Dẫn đến là chúng ta phải chuyển từ là implode sang là JSON encode
Đấy, thế thì cái lỗi này là đâm ra là nó lại là hay đúng không? Rồi, thế thì sau khi chúng ta đã sửa này, chúng ta thử lại nhé, chúng ta sẽ thử quay lại này. Đấy, và chúng ta thử gửi đơn hàng lại này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó màn hình trắng chứng tỏ là nó đã lưu được rồi đấy. Các bạn thử test nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đã lưu cho chúng ta này. Đấy, tên, thông tin đơn hàng, tỉnh, huyện nhé. Đấy, và cái này là cái con mấu chốt của cái này chúng ta đây, loay hoay và chúng ta đã xử lý được. Đó, là chúng ta đã có một cái dây sơn, một cái mảng đi đấy, đấy các bạn thấy không, nó sẽ có cả key và có value. Key là 6 này, là cái ID đó, 15 này, 23, status nó vẫn đang là ở không đúng chưa. Đấy, vậy là chúng ta đã insert được cái này vào cái database. Sau khi insert xong á, thì có phải là ở đây này, thay vì màn hình trắng đúng không, thì mình sẽ phải redirect nó, các bạn sẽ redirect nó về đó, nó sẽ về cái chỗ mà cái trang mà thông báo với khách hàng là vào trong cái mail để active. Các bạn hình dung chưa? Đó, nó sẽ redirect chúng ta qua cái mail để active, thấy chưa? Thế thì chỗ này mình sẽ thực luận cái hàm đấy nhá, sau khi nó lưu nhá, mình sẽ xóa này đi. Đấy. Thế thì cái gì đấy đấy, cái Active nó nằm ở đâu, nó nằm ở chỗ nào đây, mình đã có cái trong cái resource mình nó có chưa, nó là ở cái confirm đúng không, nó cái confirm này đúng không. Thế là chúng ta phải redirect qua đây đúng không. Thế thì chúng ta muốn redirect qua đây, chúng ta phải tạo router cho nó. Chúng ta đã có router chưa, chúng ta vào web này, order success này đúng không, đấy order success này, view success đây đúng không. Đấy thì chúng ta copy cái thằng này đúng chưa, chúng ta copy cái đường dẫn này này, chúng ta qua bên chỗ này và chúng ta redirect nó thôi, chúng ta redirect nó. À, return đã nhé, return return này, xong rồi chúng ta sẽ redirect qua cái đường dẫn đấy đúng không. Đấy, chấm hỏi này đúng chưa. Rồi chúng ta sẽ thử thêm lại một lần nữa nhé, xem nó có redirect nhé. À, ở đây mình sẽ đổi một chút đi. À, mình sẽ xóa xóa không, mình thì mình sẽ thêm một cái nữa nhé, mình sẽ thêm một cái sản phẩm nữa đi. Đây mình thêm thằng đen này. À, cho nó một thôi đúng không? Đấy, một đây này. Đấy, hai, thằng này ba, đúng chưa? Số tiền này nó là ok rồi đúng không? Rồi ở đây mình sẽ đổi tên đi, giống như đây là Ngô Văn A đi này. Nó số điện thoại này, đúng chưa? Đấy. Thế thì ở đây là cứ đền bừa đi. Ghi chú đi, đây là giao chậm chẳng hạn, đúng không? Giao chậm. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn gửi đơn hàng nhé. Nếu như mình ấn gửi đơn hàng mà cái đơn hàng của Ngô Văn A này nó vào đây cho mình này, và cái này nó redirect qua cái trang mà giao hàng thành công để check ấy. Đó thì nó là thành công, bạn gửi đơn hàng nhé. Đấy bạn thấy chưa? Đó, thế thì ở đây là trong này nó có đơn hàng chưa này. Đấy, nó có đơn hàng của Ngô Văn A rồi nhé, nó có ba cái sản phẩm đây rồi này đúng chưa. Đấy, và nó sẽ quay lại đây để chúng ta là ghi, chúng ta bảo là xác nhận đơn hàng. Đấy, thế thì cái xác nhận đơn hàng này này là các người ta sẽ vào mail, người ta xác nhận cái ID đơn hàng này. Các bạn có thể lấy cái ID của cái này, các bạn sẽ lấy cái ID của cái đơn hàng này này. Đấy, các bạn cho nó vào đây. Đấy, đây là mình gợi ý cho các bạn được chưa. Rồi là chúng ta sẽ xác nhận đơn hàng đấy. À, thế thì bây giờ khi mà chúng ta đã có database rồi đúng không, à, có các cái thông tin trong này rồi, thì việc của chúng ta là chúng ta sẽ đổ dữ liệu ra chỗ cái đâu là nhỉ, cái chi tiết này thôi đúng không. Ví dụ đây này, ở đây chúng ta là cái trang đơn hàng của chúng ta, đây là cái đơn hàng này chúng ta chưa, không phải là đơn hàng đổi dữ liệu ra nhé. Đó, mà đơn hàng này là đơn hàng chúng ta làm cái lúc chúng ta làm giao diện front end. Đấy, thế thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đổ cái dữ liệu ra đây thôi. Và nó chỉ video sau thì nó chỉ vướng cái chỗ chi tiết này, thì chúng ta lại json encode rồi thì ra đây chúng ta decode ra, thì đến lúc đó các bạn sẽ làm quen thêm một cái khái niệm mới được chưa. Rồi chúng ta cái này là tùy biến là xóa này đúng không? Thì cái đó thì nó sẽ tương tương tự như là việc chúng ta làm với là cái sản phẩm cái xóa này này. Rồi, ok, video này đến đây thôi nhé.